Chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần tin News Just Now. Và sau đây mời quý vị theo dõi một bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ cho hay một chuyến bay của hãng Southwest buộc phải chuyển hướng sau khi một hành khách gây rối trên phi cơ. Một chiếc phi cơ của hãng hàng không Southwest Airlines đang trong không trình từ thành phố Nashville đến Tampa đã buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp vào ngày thứ Sáu 22 tháng 12 sau khi một hành khách ngang bướng bất ngờ gây náo loạn trên máy bay. Phát ngôn nhân của hãng hàng không Southwest Airlines vào cùng ngày cho biết kẻ rây rối nêu trên đã được áp giải tới và điều tra ngay sau khi chiếc phi cơ buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống phi trường quốc tế Birmingham ở tiểu bang Alabama không lâu sau đó. Một hành khách trên máy bay kể lại rằng vụ việc nêu trên đã khiến cho nhiều người xung quanh vô cùng sợ hãi sau khi đương sự tấn công một chiêu đãi viên hàng không. Không có bất kỳ ai bị thương hay là gặp nguy hiểm tới tính mạng. Chuyến bay đã bắt đầu cất cánh từ thành phố Birmingham và đến thành phố Tampa chậm hơn lịch trình khoảng 1 tiếng đồng hồ. Các vụ bưu kiện bị lấy cắp đang ngày một gia tăng tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mùa lễ Giáng sinh có lẽ là thời điểm bận rộn nhất trong năm, vì chúng ta phải dành nhiều thời gian để lựa chọn quà cho người thân cũng như cho bạn bè trong dịp lễ. Với công nghệ ngày một tối tân, người tiêu dùng đã chọn cách mua sắm online để tiết kiệm thời gian. Những món hàng sau khi được order sẽ được gửi đến trước cửa nhà của khách, tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ cướp có dạ tâm. Hiện tại, lực lượng cảnh sát đang nỗ lực ngăn chặn vấn nạn này. Không chỉ tại một thành phố, tình trạng lấy cắp bưu kiện đang hoành hành mạnh mẽ trên toàn cõi Hoa Kỳ. Nhiều vụ còn bị hệ thống camera an ninh thu hình của gia chủ quay lại. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy có khoảng 23 triệu người Hoa Kỳ từng là nạn nhân của nạn ăn cắp bưu phẩm. Trung bình vào mỗi mùa lễ Giáng sinh, có khoảng 1 tỷ bưu kiện được gửi tới nhà của dân chúng. Giới chức trách hy vọng có thể bắt được các nghi phạm để người dân có được một mùa lễ an lành. Một gói bưu phẩm khả nghi được gửi tới Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Stephen Mnuchin. Giới chức trách của Sở Cảnh sát hiện đang ráo riết điều tra nguồn gốc của một gói bưu phẩm rất khả nghi sau khi món hàng này được gửi tới Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Stephen Mnuchin vào ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 12. Món bưu phẩm nêu trên đã được chuyển tới nhà hàng xóm của ông Stephen ở thành phố Bel Air thuộc mạng nam của tiểu bang California. Lúc đó thì ông không có trong khu vực. Lực lượng tháo dỡ bom mìn đã được Sở Cảnh sát của LAPD phái tới để đề phòng gói bưu phẩm phát nổ. Trên thùng đồ có dán tên người gửi là The American People. Sau khi món đồ khả nghi được phát giác, thì các nhân viên công lực đã phong tỏa một con đường dẫn vào khu vực nơi ông Stephen sinh sống. Giới chức trách sau đó cho biết không có thiết bị gây nổ nào đã được tìm thấy bên trong thùng hàng nói trên. Một phi công bị thiệt mạng trong vụ tai nạn phi cơ ở tiểu bang Iowa. Lực lượng cảnh sát địa phương hiện đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, vốn đã cướp đi sinh mạng của một người tại thành phố Oskaloosa thuộc tiểu bang Iowa. Dựa vào thông tin điều tra sơ khởi, tai nạn đã xảy ra vào khoảng 2 giờ 20 phút chiều thứ Bảy, 22 tháng 12, trên đường 210 Street. Trước khi rớt xuống mặt đất, chiếc phi cơ đã va trúng một đường dây điện. Khi các nhân viên cứu nạn đến nơi, thì viên phi công điều khiển máy bay đã qua đời do vết thương quá nặng. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được thông báo đến gia đình. Và lúc bấy giờ không có bất kỳ một ai khác ngồi trên chiếc phi cơ này. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo có liên quan đến đời sống cho hay các ông già Noel cùng tham gia chạy đua trước thềm lễ Giáng sinh tại Bắc Kinh. Nhiều người cải trang thành ông già Noel đã cùng nhau quy tụ về một công viên ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Cộng vào ngày thứ Bảy 23 tháng 12 để tham gia vào một cuộc chạy đua mang tính giải trí ngay trước thềm lễ Giáng sinh. Những món đồ như là trang phục màu đỏ và râu trắng đã được ban tổ chức phân phát cho những thí sinh của cuộc chạy đua. Cuộc tranh tài đã diễn ra trên quãng đường dài 6 km và các thí sinh được yêu cầu phải thu thập những tấm sticker trên suốt chặng đường đua. Những ai mang về hơn 6 tấm stickers sẽ được trao tặng huy chương ở đích đến. Ban tổ chức cho biết mục đích của sự kiện Christmas Spring này là nhằm để nhắc nhở những người dân giữ gìn sức khỏe trong mùa lễ Giáng sinh. Các giảng viên thể thao đã được mời đến để dạy cho các thí sinh cách làm ấm cơ thể trước khi bắt đầu cuộc tranh tài chạy đua. Cảnh Chúa Giáng sinh chào đời trong hang động hay còn gọi là Nativity Scene được tái hiện tại Slovenia. Cứ vào dịp lễ Giáng sinh nổi tiếng hàng năm, thì hang động Potosa nổi tiếng của Slovenia lại tổ chức một chương trình biểu diễn mừng Noel truyền thống.
Đây được mệnh danh là một trong những hang động lớn nhất ở châu Âu với chiều sâu 24 km. Nhiều diễn viên đã cùng nhau diễn lại khoảnh khắc Chúa Giêsu ra đời trong hang đá, hay còn được gọi là Nativity Scenes. Năm nay là năm thứ 28 Slovenia thực hiện màn trình diễn này. Chương trình được diễn ra trên 16 sân khấu khác nhau bên trong hang động. Truyền thống này được cho là có nguồn gốc từ năm 1989 với sự góp mặt của hơn 150 diễn viên. Ban tổ chức dự đoán chương trình sẽ thu hút khoảng 17.000 du khách đến thăm trong mùa lễ năm nay. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin News at Night cùng với Xuân Nam và Thi Nhung. Chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với các bản tin tiếp theo ngay sau một vài quảng cáo thương mại của các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình.